Con rồi con, những người có bệnh này này, cá chép vàng nó rất là tốt, cá chép vàng tốt thật là tốt, thịt thật là ngon, giá thành rất là rẻ. Nhưng mà có những người không ăn được cá chép vàng, mặc dù biết nó quý, biết nó hiếm, biết nó tốt. Đó là những người có bệnh gan, không ăn được cá chép vàng. Những người có bệnh thận, không ăn được cá chép vàng. Người bị sỏi thận, không ăn được cá chép vàng. Bệnh về đường tiểu, không ăn được cá chép vàng. Bệnh về đường tiểu, bệnh gút là cũng không ăn được cá chép vàng. Xuất huyết chảy máu, không ăn được cá chép vàng. Dị ứng với cá là không ăn được cá chép vàng. Vậy là cá chép vàng những người này không ăn được, đó là người bệnh gan, người bệnh thận, người sỏi thận, người bệnh về tiểu đường, người bệnh về gút, xuất huyết, chảy máu. Dị ứng với cá là không ăn, nhưng mà cá nó rất tốt, bởi vì nó cá này nó có canxi, sắt, magie, phosphor, folate, kali, đồng, kẽm, mangan, selen, vitamin A, B, C, D, D3, DHA làm tốt cho hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh mãn tính tốt cho tim mạch, tốt cho tim mạch nha bà con, giảm viêm cơ, giảm cải thiện tiêu hóa, chậm lão hóa, phòng chống các bệnh mạn tính. Nhưng mà ăn cá này cũng giống như tất cả các loại cá kia, cứ ăn 6 ngày nghỉ 1 ngày, ăn giống như những loại cá thường bữa bà con ta hay ăn. Nhưng bà con ta nhớ là những người này là không ăn cá chép vàng là người bệnh gan, người bệnh thận, người sỏi thận, người bệnh về đường tiểu, đường tiểu, bệnh về đường gút, xuất huyết, trong đông máu, dị ứng với cá là không nên ăn để tốt cho sức khỏe của mình bà con ơi. Chúc bà con ta vui vẻ khỏe đẹp.